Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của The KY. Hôm nay hãy cùng khám phá đảo Sicily, thiên đường rượu vang với ngôi sao nổi bật Tycho Nero d'Avola DOC. Nằm ở phía nam nước Ý, Sicily là đảo lớn nhất biển Địa Trung Hải. Nơi đây nổi tiếng với đường bờ biển đẹp như tranh vẽ, các thị trấn lịch sử và nhiều vườn nho danh tiếng. Đảo có lịch sử lâu đời trong việc sản sinh nhiều món ăn và rượu vang, đến mức Sicily đôi khi được gắn với biệt danh là nhà bếp của chúa. Loại nho bản địa nổi tiếng nhất là Nero d'Avola rất thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng vùng hải đảo nơi đây. Vì vậy, những chai vang được sản xuất từ nho Nero d'Avola ở Sicily cũng trở nên đặc biệt, thơm ngon và nổi tiếng hơn những vùng khác. Botter được thành lập bởi Carlo Botter và vợ ông là bà Maria vào năm 1928 tại Fort Santa di Piave, một thị trấn nhỏ gần Venice. Nó bắt đầu từ một doanh nghiệp nhỏ bán rượu vang địa phương. Vào những năm 60, hai người con trai Arnaldo và Enzo đã thúc đẩy sự hiện diện của Botter trên thị trường Ý và quan trọng nhất đã thúc đẩy quá trình mở rộng dần dần sang các quốc gia khác và sau đó là vươn lên tầm quốc tế. Ngày nay, Botter là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu rượu vang Ý lớn nhất thế giới. Cứ 20 chai rượu vang Ý xuất khẩu ra thế giới thì có một chai là do Botter sản xuất. Để có thể làm ra những chai rượu vang Tycho Nero d'Avola với hương vị đặc trưng nhất thì quy trình sản xuất đòi hỏi phải rất nghiêm ngặt trong tất cả giai đoạn. Những trái nho sẽ được hái hoàn toàn bằng tay để đạt tiêu chuẩn cao nhất, sau đó được đưa về nhà máy để sơ chế và đem đi nghiền, ép. Nước rượu được cho lên men và ủ trong các thùng gỗ sồi từ 12 đến 18 tháng để đảm bảo hương vị thơm ngon nhất trước khi đưa tới tay người thưởng thức. Đặc biệt, Tycho Nero d'Avola được ủ 24 tháng để đảm bảo sự thơm ngon hơn. Không phải không có lý do mà chai vang đặt phân hạng DOC cao quý và Reserva, màu đỏ ruby quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Khi nâng ly thưởng thức, ta sẽ thấy hương thanh lịch của trái cây, anh đào chín, mâm xôi và hoa dại. Đặc biệt, hậu vị của Tycho kéo dài và đậm đà chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi. Bất kỳ dịp đặc biệt nào, bạn đều có thể thưởng thức chai rượu vang này, từ tụ họp bạn bè thân thiết, bữa ăn gia đình ấm áp hay hẹn hò lãng mạn. Với thiết kế sang trọng tinh tế, rượu vang đỏ Tycho Nero d'Avola chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo để làm quà biếu tặng cho đối tác hay khách hàng. Đừng nên bỏ lỡ một chai vang đạt phân hạng DOC Reserva là ngôi sao của đảo Sicily không chỉ của nước Ý mà còn của toàn thế giới. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để The KY có động lực ra thêm nhiều video thú vị nữa nhé. Để sở hữu Tycho Nero d'Avola cùng nhiều siêu phẩm khác với ưu đãi hấp dẫn, nhanh tay gọi tới hotline 0987913222 hoặc đến showroom của The KY trên toàn quốc để đội ngũ tư vấn tận tâm của chúng tôi được phục vụ quý khách. The KY, vàng ngon giá tốt số 1 Việt Nam.